và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đẳng nhau cả thảy. Nam mô Bụt thầy, Nam mô Tam mài, Nam mô Sang khai. Và bây giờ đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, và con kính dâng nước đại cho sư. Nam mô Bụt thầy, Nam mô Tam mài, Nam mô Sang khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những lúc này mà chúng tôi được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư thiền nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 385. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được cán dương ơn đức Tam Bảo. Ratanataya Savandami Buddho Mahesi Arang Tathagato Lokottamo Sabbakaro Vicchetako Lokasasatha Janadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanai Yakam. Như Lai giấc ngộ pháp màu, Ngài bất trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi giá ta sát sát thú nô lô ca nắm mạnh ta sá huy nà ca rô cô sát bà nhu bút thập bất đi phù tí sinh nhá tù quần đà má hành tầng ná rác phù. Chá này giá cần pháp bảo với như ánh vàng, như là soi sáng vẹt màng vô minh, phát đang làm đặc dụng sinh đầy dụng Phật tổ vô minh rõ ràng. Con xin lệ lệ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sankho Visuttho Sukhata Sasa Vakko Sikha Sukamo Vatatham Vasekhako Ninda Vasangta Diyana Daro Varo Vanda Mahantang Narapu. Trên này giác cần tăng bảo trên văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikhame e tuva sanang tasa vi anupave nasahasaye nasichattu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tâm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Buddhaya. Phần tán dương ân đức tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 385. Quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Hồi nãy chúng tôi coi như có khi nghe không rõ, phải chạy ra rồi chạy vô mới nghe rõ lại. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 385, quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Để đưa lên lại. Câu đầu tiên: Yasa ba rằng abba rằng wa, Yasa ba rằng abba rằng wa, Yasa ba rằng abba rằng wa. Câu số 2: Ba ra ba rằng na vích cha ti, ba ra ba rằng na vích cha ti, ba ra ba rằng na vích cha ti. Bây giờ chúng ta ôn câu 1, câu 2 ha. Yasa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na vích cha ti. Yasa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na vích cha ti. Yas
sa ba răng a ba răng wa ba ra ba răng na we cha ti. Bây giờ chúng ta đến câu số 3 và câu số 4. Này chữ quy hay chữ quý? Để coi lại ha, quý vị quan nghĩ. Chữ quy hay là chữ quý? Quy tá hay là quý tá? Chữ quy ha. Quy quy tá đã rằng quy sằng vút tầng. Quy tá đã rằng quy sằng vút tầng. Quy tá đã rằng quy sằng vút tầng. Và câu cuối cùng, tam hằng cù mi trầm ma năng. Tam hằng cù mi trầm ma năng. Tam hằng cù mi trầm ma năng. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4 ha. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Quy tát đa rằng quy sằng vút tầng tam hằng phù mi phầm mát năng. Quy tát đa rằng quy sằng vút tầng tam hằng phù mi phầm mát năng. Quy tát đa rằng quy sằng vút tầng tam hằng phù mi phầm mát năng. Rồi, sa thủ thiệt nhật quỳnh. À, quý vị thấy sân thanh đỏ đỏ dễ hơn ha. Cái nhìn lên, chân tôi dơ lên thì nó đen thui ha. À, thấy nó buồn ha. Còn sân thanh đỏ đỏ, nhất là mấy mấy nhỏ nhỏ, thấy nó mừng. Rồi, bây giờ ôn lại. Yat sa ba rằng áp ba rằng hòa ba ra ba rằng na quế cha ti quỳ tát đa rằng quý sằng vút tầng tam hằng phù mi phầm mát năng. Yat sa ba rằng áp ba rằng hòa ba ra ba rằng na quế cha ti quỳ tát đa rằng quý sằng vút tầng tam hằng phù mi phầm mát năng. Lần nữa ha. Ya sa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na quế cha ti quỳ tát đa rằng quý sằng vút tầng tam hằng phù mi phầm mát năng. Tại sao cái câu này đọc một hơi? Quý vị biết lý do ha. Đọc một hơi bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm. Nếu câu cuối câu số 2 nó là trường âm thì chúng ta khỏe à, đọc hai hơi. Nhưng mà khổ một cái là cuối câu số 2 nó là đoạn âm à, chính vì đoạn âm đó cho nên chúng ta cố gắng đọc một hơi à, vì quý vị thì hơi dài à, bảo đảm quý vị đọc được. Có nhiều bữa chúng tôi thấy à, giờ vì dự phép à, Bali rất là khó, nhưng mà quý vị đọc rất trôi chảy à, rất khâm phục quý vị à, trình độ của quý vị lúc này tiến bộ rất là nhiều. Nhìn vô là đọc à, nhìn vô là đọc, không có cái gì mà làm cho quý vị lay chuyển. À, những cái từ về ví dụ pháp rất là khó, nhưng mà quý vị đọc rất trôi chảy. Thì ở đây có bốn câu đề ngắn ngủi, chắc chắn là quý vị đọc còn hay hơn chúng tôi nè. À, xin đọc lại ha. À, xin đọc lại ha. Yasa ba rằng áp ba rằng hòa ba ra ba rằng na quýt cha ti quỳ tát đa rằng quý sằng vút tầng tam hằng phù mi phầm ma năng. Đọc chậm như vậy thì quý vị đọc thoải mái thôi ha.
nhưng mà quý vị chậm. Nhưng phải nhớ rằng chỗ nào giọng dài, chỗ nào giọng ngắn ha. Cho nên mà đọc cái kiểu mà giống như tài xế chạy xe hơi mà coi như tới luôn bất tài thì mệt lắm ha. Nhưng mà phải biết chỗ nào chúng ta là tăng tốc, chỗ nào chúng ta giảm ha. Tức là chỗ nào tăng tốc, chỗ nào chúng ta giảm thì trường âm đoạn âm cũng vậy. Rồi bây giờ câu này có bao nhiêu từ? Đây một câu 8 từ. Vậy thì với 8 từ này rất là dễ, chúng ta chia làm hai ha. Chúng ta chia làm hai chia làm hai tức là 4 4, thì chúng ta có được một cái lối kể chúng ta có được một cái lối kể tương đối nó dễ dàng chứ còn câu 7 chữ, câu 11, 12 chữ thì nó rất khó. Còn đây 8 thì chúng ta chia làm hai ha. Mà thường thường lối kể thì cũng phá đi cái giọng kinh nhưng mà quý vị bây giờ giọng kinh quý vị tức là trường âm đoạn âm quý vị nắm vững rồi thì cái chuyện phá giọng, cái chuyện đó hơi đối với quý vị chắc chắn rằng hơi khó ha. Rồi bây giờ chúc quý vị nghe nè, 4 4 ha. Dạ sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quý cha tì quý ta đa răng quý sân dôn tận ta ma hăng pru mi prong ma nặng. Dạ sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quên cha tìm quỷ ta đa răng quê sang dùn tăng ta ma hăng ru mi râm ma nặng. Dạ sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quên cha tìm quỷ ta đa răng quê sang dùn tăng ta ma hăng pu mi prâm ma nằng. Học mà cũng xin nữa, nhìn lên trên màn hình là thấy rồi còn xin cái gì. Alo, sư Tâm Phương, cho mà con chịu nhận hả? Rồi thấy chưa, chữ đen thui à. Còn xin Nhật Quỳnh thì hoa què màu xanh màu đỏ này thấy dễ thấy hơn ha. Còn này chữ đăng thôi à. Rồi bây giờ thấy rồi ha. Mới vô lặp lại một lần nữa để sư Tâm Phương chú ý ha. Dạ sa ba răng a ba răng qua ba ra ba ba ra ba răng na quê cha tê vi tát đa răng quý sằng yút tăng tâm ma hằng pru mi brahm ma năng. Đọc mà còn vấp còn sai vậy biết làm sao mà quý vị đọc đúng được không biết nữa. Đọc lại nè, bị vấp hồi nãy. Dạ sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quý cha tê vi tát đa răng quý sằng yút tăng tâm ma hằng pru mi brahm ma năng. Đó là giọng kinh, giọng kệ. Dạ sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quý cha tì quý ta đa răng quý sang yun tăng ta ma hăng pru mi brahm ma năng. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà là môn. Rồi bây giờ xin mời sư Mita rồi sư Kim. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ con cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ.
Dạ con kính đảnh lễ ngài Tuy Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin trả bài trước câu pháp cú 385. Yat sa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wut jati wi tat da rang wi sang yut tang tamahang pru mi brahmanang. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yat trường âm nhấn, sa đoạn âm, ba trường âm thông thường, rang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, ba ra ba là ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, dắt xa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quýt chá tí. Con phân tích câu 3 và câu 4. Quy trường âm thông thường, tát trường âm nhấn, đá đoạn âm, răng trường âm thông, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm nhấn, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, và năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quy tắc đa rằng quy sang yut tăng ta ma hằng pru mi brum ma năng. Con đọc lại hết bài. Yak sa ba rằng a ba rằng qua ba ra ba rằng na wut cha ti quy tắc đa rằng quy sang yut tăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng yat sa ba rằng a ba rằng qua ba ra ba ra ba rằng na wut cha ti quy tắc đa rằng quy sang yut tăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Yat sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quýt cha ti quỳ tạc đa răng quỳ sang vút tăng ta ma hăng pru mi brahma năng yat sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quýt cha ti quỳ tạc đa răng quỳ sang vô tăng ta ma hăng pro mi brahm ma năng. Dạ con đã đọc xong, kể xong, con có chỗ nào sai thì xin nhài sửa cho con. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kính pháp cú câu 385. Cảm ơn quý vị đã cho nghe âm thanh rõ. Dạ con bắt đầu ạ. Ya sa pa rang a pa rang wa pa ra pa rang na wit cha ti wi tak da rang wi sang yuk tang tamahang ru mi ram manang. Yasa pa rang a pa rang wa pa ra pa rang na wit cha ti wi tak da rang wi sang chuk tang tamahang ru mi ram ma nang. Phân tích câu 1, câu 2. Yas chừng âm nhắn, xá đoạn âm, pa chừng âm thông thường, răng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm,
Pa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường. Pa ra pa ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quýt trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm, đọc lại câu 1 câu 2. Ya sa pa răng a pa răng qua pa ra pa răng ná quýt chá tí. Đọc câu 3 câu 4 và phân tích. Quỳ tắc đa răng quý sầm giúp tăng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Quỳ tắc đa răng quý sầm giúp tăng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Quỳ trường âm thông thường, tắc trường âm nhắn, đá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giúp trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài. Quy tắc đa răng quy sang giúp tăng tá má hăng ru mi râm má năng. Ya sa pa răng a pa răng wa pa ra pa răng na wit cha ti quỳ tắc đa răng quý sẵn chúc tăng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ya sa pa răng a pa răng wa pa ra pa răng na wit cha ti quỳ tắc đa răng quý sẵn chúc tăng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Ca kệ. Ya sa pa rang a pa rang wa pa 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 rang na wichati wi tak da rang wi sang yuk tang ta ma hang ro mi ram ma nang. Ya sa pa rang a pa ram wa pa ra pa rang na wichati wi tak da rang wi sang yuk tang ta ma hang ro mi ram ma nang. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không chối buộc, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa ha. Cảm ơn quý vị cho bông qua. Bây giờ con phải đi công chuyện nữa. Rồi. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 385. Yes. Sa pa rang a pa rang va pa rang na vich cha ti di tat da rang vi sang chut tang tam hang ru mi ram ma nang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat trường âm nhấn, sa đoạn âm, pa trường âm thông thường, rang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, pa trường âm thông thường, rang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, va trường âm thông thường, pa ra pa ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, vít trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ya sa pa răng a pa răng va pa ra pa răng na vít chá tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Vi trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, đá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Vi tát đa răng vi sang yut tăng tam hằng vô mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 385. Yassa pa răng a pa răng va pa ra pa răng na vik chati vi tát đa răng vi sang yut tăng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Yat sa pa răng a pa răng va pa ra pa răng na vich cha ti
Di tát đa răng vi răng yut tăng ta ma hăng cú mi râm ma năng. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời được kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 385 ạ. Ya sa ba rang a ba rang qua ba ra ba rang na vi cha ti vi ta da rang vi sang yut tang ta ma hang pru mi pram ma nang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yes là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, rang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ba ra ba là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, quích là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Ya sa ba răng a ba răng qua ba răng na quích cha tí. Câu 3 và câu 4 ạ. Quy là trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vì tát đa răng vi sang yut tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ya sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na huyết cha ti vì tát đa răng vi sang yut tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Con xin kể ạ. Ya sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quyết cha ti quy ta đa răng quy sang yut tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Ya sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quyết cha ti quy ta đa răng quy sang yut tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong. Dạ, con kính cảm ơn sư, kính chào đạo tràng. Dạ, thân mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ con kính kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 385 ạ. Yassa parang aparang wa para parang na vichati vitatta rang visang yuttang tamahang brumi brahmana. Yassa parang aparang wa para parang na vichati vitatta rang vì ta đa rằng quý sẵn vô tặng ta ma hằng pro mi brahmana. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ya sa pa rằng a pa rằng wa pa ra pa rằng na vít cha ti. Ya, yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường. Pa ra pa là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, which
là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Quy là trường âm thông thường, tắc là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, bra là trường âm nhấn, má là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Yasa parang aparang wa para parang na vichati vi tat da rang vi sang jut tang tamahang brumi brahmana. Yasa parang aparang wa para parang na vichati vi tat da rang vi sang jut tang tamahang brumi brahmana. Con xin kể ạ. Ya sa parang a parang wa para parang na win chati vita darang vita chang vi sang yutang tamang pro mi brahmanang. Ya sa parang a parang wa para parang na win chati vita darang vi sang yutang tamahang romi brahmanang. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Dạ con đã đọc xong, con kính cảm ơn sư và quý đạo hữu. Con xin có cái gì sai con xin sư sửa cho con ạ. Con xin xuống mic xin mời Hà 20420 ạ. Alo, Sích Hòa, Hà từ từ đó. Sích Thanh Hoàng, hôm nay rất tiến bộ, nhưng mà sai một chữ, đó Huynh Văn Nhật Hà đưa lên rồi kìa, thấy không? Huynh Văn Nhật Hà đưa lên cái chỗ sai của Sích Thanh Hoàng. Chữ Pru là một trường âm thông thường, nhưng mà Sĩ Thanh Hoàng đọc chữ pru này là trường âm nhấn ha. Phải không? Quý vị nghe rõ ha, trong đó có Huynh Văn Nhật Hà cũng nghe rõ nè. Chỉ sai có một chỗ đó thôi, nhưng mà hôm nay thì thấy Sĩ Thanh Hoàng tiến bộ nhiều lắm, đọc rất trôi chảy. Chỉ có chữ pru này là thấy bị phân tâm ha, cho nên nói đó là trường âm nhấn. Nhưng mà thật sự nó là trường âm thông thường ha. Pru mi brahm ma nang ha. Chữ brahm thì nó trường âm nhấn là chính xác rồi, nhưng mà chữ pru này không phải là trường âm nhấn, mà nó là trường âm thông thường ha. Rồi, sa tú quý vị rất là tuyệt vời. Sích Hà đâu rồi? Xin mời Sích Hà tiếp tục ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm, dạ, Nam Mô Sân Thầy. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng, dạ, con xin tờ bài. Yassa barang abarang wa bara barang na vichati vi tas da rang vi sang yut tang tamahang bu mi brahmanan. Yassa barang abarang wa bara barang na vichati vi tas da rang vi sang yut tang tamahang bu mi brahmanan. Yes là trường âm nhấn, yes là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ba là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, which là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chá tí là hai đoạn âm,
con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yassa barang a barang wa bara barang na vichati. Câu 3, 4. We test da rang we sang yut tang tana hang bu vi brahmanang. We là trường âm thông thường, test là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, sang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Bru là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm thông thường. We test da rằng we sang yut tang tana hằng phù mi brahm ma nằng. Con xin đọc lại. Yassa barang a barang wa bara barang na vichati vittas da rằng we sang yut tang tana hằng phù mi brahm ma nằng. Yassa barang a barang wa bara barang chati vittas da rằng we sang yut tang tana hằng phù mi brahm ma nằng. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hà Thượng Thích Minh Châu, con và con xin kể. Yassa Brahman, Yassa Baram, A Baram Wa, Bara Baram Na Vichati. We test the rung, we sang yut tang. Tama hăng phúc mi brahm ma nằng. Dạ, con có sai, xin Ngài chỉnh sửa và đại tràng chỉnh sửa. Con xin trao mít lại cho tịnh tâm. Dạ, mô Phật. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 385. Yassa bà rằng á bà rằng quà bà ra bà rằng ná quýt chá tí quỳ tá đá rằng quý sằng dút tằng tá má hằng rùm mi rằng má nằng. Dạ, con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Yassa bà rằng a bà rằng quà bà ra bà rằng na quýt chá tí. Yassa bà rằng a bà rằng quà bà rằng na quýt chá tí. Dạ, yes là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ba ra ba là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, giá tí là hai đoạn âm. Giá xá bà rằng, á bà rằng, và bà ra bà rằng, ná quýt chá tí. Con xin đọc câu số 3, số 4. Quỳ tá đá rằng, quý sằng rút tằng, á tá hằng rù mi rầm ma nằng. Quỳ tá đá rầm, quý sằng rút tằng, tá ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ, quy là trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm,
Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chút là trường âm nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Râm là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại câu số 3 và câu số 4. Quỳ tát đá rằng quý sằng dút tằng tám hằng rù mí rầm má nằng. Quỳ tát đá rầm quý sằng dút tằng tám má hằng rù mí rầm má nằng. Dạ, con xin đọc lại hết nguyên câu. Yết xá bà rằng á bà rằng hòa bà ra bà rằng má quýt chá tí quỳ tát đá rằng quý sằng dút tằng tám má hằng mí rầm mí nằng. Giác xá bà rằng á bà rằng hòa bà ra rằng má quýt chá tí quý tằng quý sằng dút tằng hằng rùm mí rầm má ní. Dạ, không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Yes, sa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quýt cha tì quýt ta đa răng quýt sang dụt tăng ta ma hăng ru biệt râm ma nằng. Yết sa ba răng a ba răng qua ba ra ba năng na quýt cha tì quý ta đa năng răng quýt sang du tăng ta à na hăng ru mì râm ma nằng. Dạ, con xin đọc xong. Dạ, con xin thỉnh sư chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm con ạ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính cảm ơn sư đã bót bài và con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123. Kính lễ Đệ Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội. Sa thú xích tĩnh tâm. Ở đây chúng tôi xin nói cho xích hà và xích tĩnh tâm rõ hai cái điểm này ha. Xích tĩnh tâm sai chữ xá, giác xá. Chữ xá này là một đoạn âm, nhưng mà Sĩ Tịnh Tâm nói đó là một trường âm thông thường ha. Chữ đầu tiên á, Yassabarang ha. Nhưng mà chữ xá này là một đoạn âm chứ không phải là trường âm thông thường. Và cái lỗi của hai vị này giống nhau chữ tí. Chữ tí này thì Sĩ Khà kéo dài. Câu số 2, Na Quýt Chá Tí Quỳ Tát Đa Răng ha. Chữ tí này nó chạy qua chữ vi, chạy qua chữ quy, chứ không phải là nó dừng lại đó kéo dài. Nó dừng lại kéo dài khi nào cuối câu số 2 này là một trường âm thì chúng ta có quyền dừng lại. Nhưng mà Sĩ Tịnh Tâm Xích Hà đọc chữ tí này kéo dài, nó là đoạn âm. Thì Xích Hà nhớ Na Quýt Chá Tí Quỳ, Na Quýt Chá Tí Quỳ, chứ không nên kéo dài chữ tí. Mà chữ tí đó nó chạy qua bên chữ quy. Xích Hà chú ý chỗ đó. Và Sĩ Tịnh Tâm cũng tới cái chỗ tí này và cũng dừng lại hoặc là tới chữ tí này
nghĩ rằng hai câu dừng lại là đúng khi phân tích, nhưng mà dừng lại khi nào nó là trường âm thông thường thì chúng ta đọc một lần hai câu, còn nó là đoạn âm thì chúng ta phải đọc quý chá ti quỳ ta đa rằng ha, chứ không nên kéo dài chỗ chữ tí này. Hai vị đều chỗ này giống nhau, nhưng mà Sikha thì kéo dài chữ tí, kéo dài hơn là Si Tịnh Tâm. Rồi quý vị chú ý ha, bởi vì đây là một câu mà chúng ta thấy rằng cái gì còn Si Tịnh Tâm không có, đúng rồi, không có kéo dài chữ tí, nhưng mà dừng lại chỗ đó rồi mới qua câu số 3. Ở đây tí là một đoạn âm, chúng ta không dừng lại nơi đoạn âm mà chúng ta dừng lại nơi trường âm. Ví dụ yasa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na vi cha ti vi ta đa rằng, quý vị dừng đó rồi quý vị tiếp tục cũng được, hoặc là tới chữ vi cha ti vi cũng được, nhưng mà không nên dừng lại chữ tí. Tức là quý vị có thể mệt nghỉ nhưng mà dừng lại nơi trường âm, không nên dừng lại nơi đoạn âm. Yasa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na vi cha ti vi ta đa rằng, quý vị có thể dừng lại chữ rằng, hoặc là vi cha ti vi cũng được, nhưng mà nếu mà quý vị dừng lại thì dừng lại chữ rằng nó hay hơn, bởi vì tròn ý nghĩa của chữ vi ta đa rằng. Rồi, xin mời Sĩ Tâm Phương tiếp tục. Alo, dạ alo, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn, dạ trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, dạ con Tâm Phương, con xin đọc câu pháp cú, dạ số 385, dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Ca Giá, con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng. Quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc câu cú số 385. Yat sa bà rằng a bà rằng wa wa bà ra bà rằng na vi cha ti vi ta đa rằng vi sằng yut tằng tam hằng pru mi pa ma năng. Dạ, con xin phân tích ạ. Dạ, chữ giác á, chữ giác là trường âm nhắn, chữ xá là đoạn âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và chữ á là đoạn âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ răng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, chữ qua là trường âm thông thường. Và cái câu thứ hai, ba ra ba rằng na vít giá chá tí, và chữ ba là trường âm thông thường, chữ ra là trường âm thông thường, chữ ba là trường âm thông thường, chữ răng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, chữ ná là đoạn âm, chữ quýt là trường âm nhắn, chữ chá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và câu số 3, quý tát đa rằng quý sằng chút dút dút tầng,
Dạ, chữ quý là trường âm thông thường, chữ tách là trường âm nhấn, chữ đá là đoạn âm, chữ răng là trường âm đặt cho giọng nguyên âm, chữ quý là đoạn âm, chữ xăng là trường âm đặt cho giọng nguyên âm, chữ dút là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4 là tama hằng ru mi ram ma nằng. Và chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ ram là trường âm nhấn, và chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con đã phân tích vậy, mà có cái chỗ nào sai thì bạch ngài sửa giùm con, thì con xin đọc kệ vậy. Dạ sa ba răng a ba răng quang ba ra ba răng na quy cha ti quy ta đa răng quy sang yun tăng ta ma hăng ru mi pram ma năng ya sa ba răng a ba răng quang ba ra ba răng na quy cha ti quy ta đa răng quy sang yun tăng ta ma hăng pro mi pram ma năng. Dạ con đã đọc xong mà giờ con không thấy có vị nào hết. Dạ con dạ kính mời cô niệm từ ạ. Dạ. Dạ. Niệm từ kính cảm ơn Sister Phương. Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 385. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wit cha ti vi tat da rang vi sang yut tang ta ma hang pru mi pram ma nang. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wit cha ti vi tat da rang vi sang yut tang ta ma hang pru mi pram ma nang. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na vichati. Yassa trường âm nhấn. Câu số 1. Yassa trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường. Và câu số 2, ba, ra, ba là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, quyết là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4, vì tát đa răng quý sằng dứt tăng ta ma hằng pru mỹ pram ma năng. Câu số 3, vi là trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã con xin đọc lại bốn câu. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wit cha ti vi tat da rang vi sa sang yut tang ta ma hang pru mi pram ma năng.
Yassa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na wit chati wit tat ta rằng vi sang yut tang tama hang pru mi brahma nang. Con xin chạy câu pháp cú 385. Yassa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na wit chati vì tát đa răng vì sáng yut tăng ta ma hăng phu vì phạm ma năng và xa ba răng a ba răng qua ba ra ba răng na quyển cha thi vì tát đa răng vì sáng yut tăng tamahang pru mi brahma nang. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Đó là bản chuyển ngữ cho Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích, và con đọc xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con ạ. Và cảm ơn Sếp Nhật Quỳnh đã đưa post bài và cảm ơn đạo tràng. Bây giờ xin mời bàn tay của Quang Thanh. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, tại vì sư Quang Thanh không thấy lên nên con lên thưa sư. Con kính bỉnh lễ sư Trí Đức, con kính bỉnh lễ sư Pháp Trang, kính chào quý cô tu nữ, muốn chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài có pháp cú 385. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài cho em. Giá sá bà rằng á bà rằng hòa bà ra bà rằng ná huyết chát tí ừ tắp bà rằng vì xàm giúp tăng tam ma hằng phù mi phàm ma năng giá sa pa rằng a pa rằng và pa ra pa rằng na huyết chát tí vì tát ba rằng sầm giúp tăng tam ma hằng phù mi phàm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá sa pa rằng a pa rằng và pa ra pa rằng na huyết chát tí. Giá là trường âm nhấn, xá đoạn âm, pa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, ta trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, ta ra ta ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, vít trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, giá sáp tà rằng á tà rằng và tà ra tà rằng ná vít chá tí. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Vì tắp ba rằng vì sầm dứt tầng ta má hằng phù mi cầm má nằng. Vì là trường âm thông thường, tắp trường âm nhấn, đá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, ra trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vì ta đã rằng suy sầm dứt tầng ta má hằng từ mí tầm má nằng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp chú 385. Giá sắp bà rằng á bà rằng và bà ra bà rằng ná huyết chát tí vì tát bà rằng quý sầm dứt tầng tám ma hằng phù mi phàm ma năng. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ya sa pa rang a pa rang ra pa ra pa rang na vin cha ti vi tat ba rang vi sam yut tang
tamaham bhumi brahmanam yasaparam aparam va paraparam navijjati vitadaram visamyuttam tamaham bhumi brahmanam. Dạ con đã bài xong ạ. Con có gì sai nhờ sư Trí Đức sử dụng con, nhờ đạo tràng sửa sai giùm ạ. Dạ cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 385. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wit chati wi that da rang wi sang yut tang tama hang bru mi brahmanang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wit chati. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ba ra ba là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wit chati. Dạ câu số 3 và câu số 4. Wi là trường âm thông thường, that là trường âm nhấn, đá là trường âm thông tựa là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quy thát đa rằng quy sang yut tăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Dạ con xin đọc lại ạ. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na wit chati wi that da rang wi sang yut tang tamahang pru mi brahmanang. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà la môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yassa barang abarang wa barabarang na vichati vitadarang visangyutang tamahang brumi brahmanang. Yassa barang abarang wa barabarang na vichati Vithat darang visang yutang tamahang brumi brahmanang. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Có sai con xin nhờ sư sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ chư tôn đức. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính lãnh lễ quý cô tu nữ và kính thưa toàn thể anh chị em trong room. Con xin được đọc câu pháp cú 385. Yassa barang a barang wa bara barang na wet chati vi tat darang vi sang yut tang tamahang pro mi brahmanang. Yassa ba rang a ba rang wa ba ra ba rang na we cha ti vi tak da rang vi sang yut tang tamahang pro mi brahmanang. Dạ con xin được phân tích. Yassa
trường âm nhấn, xá đoạn âm, ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, ba trường âm thông thường, răng trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, ba ra ba là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, câu 3, câu 4. Quy là trường âm thông thường, tét là trường âm nhấn, đá đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý trường âm là đoạn âm, xoăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin được lại. Yassabarang abarang wa barabarang nawek chati vi tak tarang visang yut tang tamahang ru bi brahmanang. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mít và con xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho con viết tín hiệu. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính lãnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào Thần Thở Đạo Tràng ạ. Đang xin đọc câu Pháp Cú 385. Yassa ba rằng a ba rằng và ba ra ba rằng na vít cha tí vi thát đá rằng vi sang yút tăng tá ma hằng phù mi râm ma măng. Yassa ba rằng a ba rằng và ba ra ba rằng na vít cha tí. Yát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và ba ra ba là bốn trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, vít là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Vì ta đã rằng quý sân giúp thần tá má hằng phù mí và má măng. Vi là trường âm thông thường, tách là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc trường âm thông thường, phu là trường âm đọc theo giọng trường âm thông, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phu là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pha là trường âm nhấn, má là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassa ba rằng a ba rằng và ba ra ba rằng na vít cha tí vi tha đa rằng vít ta đa. Yassa ba rằng a ba rằng và ba ra ba rằng na vít cha tí vi tha đa rằng vi sang yut tăng tam ma hằng phù mi sam ma măng.
Yassa barang abarang và barabarang navichati vitadarang visangyuttang tamahang kumijamamang. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Yassa barang abarang va barabarang navichati vithadarang visangsuttang tamahang kumijamamang. Dạ con xin xuống mic cái sai chỗ nào xin ngài chỉ sửa. Dạ con chào đạo tràng. Dạ thưa con, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin đọc bài. Yassa parang a parang wa para parang na wi chati wi ta wi ta ta rang wi sang yutang ta ma hang pun ni mi sa pu sa pu mi pram ma nang. Dạ xin con xin đọc lại. Yassa parang a parang wa pa parang na wi chá tí vi tát tá răng vi sang yu tăng tát ma hằng tu mi phạm ma năng. Câu xin phân tích câu 1, câu 2. Yassa parang a parang wa para parang na vi chá tí. Yes, trường âm nhấn, sa tổng âm, pa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường đa đoạn âm, pha trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua đoạn âm, pha ra pha ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quyết trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, quy trường âm thông thường, tát trường âm nhấn, ta đa trường xin lỗi, đa đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quyến đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giúp trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tám đoạn âm, ma tổng âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bùm trường âm đọc theo trường âm thông thường, mí tổng âm, bran trường âm nhấn, má tổng âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin sám hối, con lỡ phân tích bốn câu một lần luôn. Con xin phép đọc lại. Yassa parang a parang wa para parang na vi chati vi tat tarang vi sang yu tang tha ma hang bhumi brahma nang. Yassa parang a parang wa para parang na vi chati vi tat tarang vi sang yu tang tha ma hang bhumi brahma nang. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi là Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Có gì sai con xin nhờ và đạo tràng sửa dùm cho con. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện. Giờ.
diện trong đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhược Quỳnh kính lễ cô tu nữ phục hạnh. Nhược Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhược Quỳnh nhớ cái nick Bình Phương này hình như là Quỳnh thì phải. Lâu lắm rồi Nhược Quỳnh mới thấy nick Bình Phương trở lại đạo tràng. Nếu phải là Quỳnh thì kính mời bàn tay của Quỳnh nha. Nhược Quỳnh nhớ như vậy mà không biết có đúng hay là có sai, có thể Quỳnh Bình Phương có thể đưa bàn tay lên cho Nhược Quỳnh biết Nhược Quỳnh nhớ đúng hay là nhớ sai. Dạ, nếu là vị tu sĩ thì cho Nhược Quỳnh sám hối ạ. Dạ, con xin được thả bài Pháp Quốc Kinh số 385. Yasamarang abarang wa bara barang na wit chati vi tap da rang vi sang yut tang tamahang su mi sam manang. Yasamarang abarang wa bara barang na wit chati vi tap da rang vi sang yut tang tamahang su mi sam manang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, ba ra, ba, ba trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quyết trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, gia sa ba răng, á ba răng, qua ba ra, bà na quyết tí. Con tin phân tích câu 3 và câu 4. Vi tắc đa răng vi sằng dụt tăng tam hằng su mi sam ma năng. Không sai rồi. Dạ. Vi trường âm thông thường, trường âm nhấn, đá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm thông thường, mí đoạn âm, răm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vì tập đa rằng vi sằng dụt tăng tam hằng su mi rằm ma năng. Con xin ôn lại hết bốn câu. Gia sắp bà rằng áp bà rằng qua bà ra bà rằng na quýt chất ti vi tập. Vi tập đa rằng vi sằng dụt tăng tam hằng su mi rằm ma năng. Gia sắp bà rằng áp bà rằng qua bà ra bà rằng na quýt chất ti vi tập. Đa rằng vi sằng dụt tăng tam hằng su mi rằm ma năng. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Dạ, Nhược Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên vừa vào đạo tràng. Nhược Quỳnh xin bớt bài ra để cô Tệ Duyên thấy. Con xin được kể. Dạ sa ba răng, ba ra răng qua, ba ra ba răng na quyết cha ti, vì tập đa răng vì sẵn vô tăng ta mang du mi sam ma năng. Và sa ba răng ba a ba răng qua, ba ra ba răng na quyết cha ti, vì tập đa răng vì sẵn vô tăng ta ma hăng su mi rằm ma năng. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ, để con sửa sai. Dạ, bây giờ dạ kính chào Metta 20 vừa vào đạo tràng. Dạ, cô Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không?
cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ con thành kính ảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh không biết trong đạo tràng còn vị nào chưa trả bài không, thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ cô Tuệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Cô có nghe không? Cô Cao có cầm mic không? À, vậy chắc cô không nghe rồi. Không thấy tín hiệu gì hết. Dạ, con cũng không thấy trong đạo tràng có vị nào đưa tay. Có lẽ con là người trả bài cuối cùng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng cho chúng con học từ vựng và duy sự của Pháp Cú Kinh số 385. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con không? Ngài có trở lại mái chưa bạch Ngài? Nếu Ngài trở lại mái, Ngài cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến Ngài. Dạ, sa thú con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Sa thú, sa thú. Hôm nay mười mấy vị lên đọc rất là chuẩn, rất là tốt. Sự tiến bộ của quý vị rất là vượt bậc. Quý vị đã vượt lên chính mình, cho nên cái giọng đọc của quý vị rất là căn bản được. Đây là một cái điều mà chúng tôi rất quan hỷ, và quý vị cũng cảm nhận rằng khi mà đọc được như vậy, quý vị thấy rất là sung sướng ha. Nhất là khi quý vị tham gia chùa này chùa kia, và nhất là trong cái khóa mà tụng tạng vừa rồi, cũng có một số quý vị trong đạo tràng của chúng ta tham gia. Đó là một cái điều mà rất quan hệ. Quý vị nghe cái khóa tụng tạng vừa rồi tại chùa Bửu Long ở Thiền viện Phước Sơn, có được một cái dấu ấn rất là tốt đẹp. Bởi vì chúng ta là những người con Phật, mình đã là đệ tử của Năm Tông thì Bali là chuẩn, Bali là gốc. Và ngày mùng 6, âm lịch tháng Giêng, thì tại Thiền viện Phước Sơn có tổ chức một tuần lễ trùng tụng lại Tam Tạng. Quý vị đăng ký để thể hiện chính bản thân của mình, cảm thấy có niềm tin, có sự hoan hỷ khi chúng ta đọc được trong chánh kinh những bài kinh quan trọng, thì đó cũng là một cái phước duyên rất lớn. Thì hôm nay qua sự thể nghiệm trong cái room này, chúng tôi thấy quý vị đã trưởng thành, quý vị đã tự tin là chính mình rồi. Giọng đọc của quý vị chẳng qua hơi phân tâm thôi, chứ căn bản thì quý vị đã có sẵn. Căn bản thì quý vị thấy trường âm, đoạn âm, đó là cái chính. Còn những cái rắc rối là thông thường hay là trường âm nhấn, hay trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cái đó chẳng qua là cái phụ thôi. Còn cái chính là quý vị biết đây là trường âm, và kéo dài ra. Còn đây là đoạn âm, chỗ này chúng ta cần phải lướt nhanh. Trong câu Phật ngôn 385 này, quý vị còn do dự, cũng chưa có một cái sự quyết tâm. Cuối câu số 2, quyết chát tí, tới chỗ chữ tí này quý vị còn hơi phân vân, hơi do dự, hơi mạnh dạn lên. Ba ra ba rằng đa quý cha ti quỳ tát đa rằng quý cha ti quỳ ha, cái đừng có kéo dài chữ tí ra thì quý vị sẽ thành công. Trong câu Phật ngôn này chỉ có một chữ tí đó thôi, quý vị còn hơi bóp bóp, hơi vương vấn một tí gì đó, cho nên chữ tí này quý vị hơi kéo dài. Na quy cha ti quỳ tát, na quy
cha ti quỳ tát. À, quý vị chạy qua trường âm liền ha. Thì bảo đảm rằng cái giọng đọc của quý vị sẽ tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của câu Phật ngôn này về tư vấn. Yasabha rằng abha rằng hòa, Yasabha rằng abha rằng hòa, Yasabha rằng abha rằng hòa. Câu này chúng ta thấy có bốn từ: Yasa là một, ba răng là hai, abha rằng hòa, abha rằng là ba và hòa là bốn. Thì đầu tiên, chữ Yasa có ý nghĩa như thế nào? Yasa, Yasa là một đại từ quan hệ nam tính của chữ Ya. Và chữ Ya này được chia theo sở hữu các số ít, tức là Chati, Vipati, Ekavachana. Cho nên Ya biến thành Yasa. Yasa có ý nghĩa là của vị nào, của người nào. Yasa là của vị nào, của người nào. Từ thứ hai, ba răng. Ba răng do cái từ ba ra. Ba ra là một danh từ trung tính, á cơ linh tánh nó phùng sắc là linh ga. Và chữ ba ra này được chia theo đối các số ít, đối trị giá quỳ phát tí ê cao quá trình á. Cho nên chữ ba ra biến thành ba răng. Ba răng là bờ này. Ba răng là bờ này. Rồi chữ á, ba răng á là một phủ nhận. Á có nghĩa là không. Á có nghĩa là không. Và chữ ba răng giống như ở trên, tức là bờ này. Á ba răng có nghĩa là không phải bờ này. Mà không phải bờ này thì có ý nghĩa là bờ kia. Không cái này thì cái kia. Ở đây á ba răng là không bờ này. Bờ này. Rồi, chữ qua, quý vị biết rồi, nó là một liên từ, có nghĩa là hoặc hay là, hoặc hay là. Rồi, câu số 2. Câu số 2. Parabarang Nawit Chati. Parabarang Nawit Chati. Chữ Parabarang do hai từ Para cộng với A Parang. Para cộng với A Parang hay là Para cộng với A Para. Chữ Para là bờ này. Mà á ba rá có nghĩa là không phải bờ này. Bờ này và không phải bờ này, tức là ám chỉ bờ bên kia. Và chữ á ba rá nó được chia theo đối các số ít, đu tỷ gia quỳ phát tỷ hệ cao quá trình á. Cho nên á ba rá biến thành á ba răng. Hai từ này ráp lại. Ba ra ba răng là bờ này, bờ kia, bờ này, bờ kia. Ba ra ba răng. Rồi sao nữa? Chỉ ná là không. Quýt chả tí, quýt chả tí. Đây là một cái động từ số ít. Động từ này có nghĩa là được biết. Được biết. Vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau.
Yassa ba răng a ba răng wa ba ra ba răng na vich chati. Đối với vị nào bờ này hoặc bờ kia, hoặc cả bờ này lẫn bờ kia đều không có. Đối với vị nào bờ này hoặc bờ kia, hoặc cả bờ này lẫn bờ kia đều không có. Chữ Vichati được biết hay là còn có nghĩa là có nữa. Rồi câu số 3. Quy tát đa răng quy sân yốt tăng. Quy tát đa răng quy sân yốt tăng. Quy tát đa răng quy sân yốt tăng. Câu số 3 chúng ta có hai từ. Quy tát đa răng do chữ quy tá và chữ đa ra. Chữ quy tá do cái căn ngữ ý, có nghĩa là động từ gacchati ha, mà chữ quý có nghĩa là khỏi rồi. Thì ở đây quy tá có nghĩa là đã lìa khỏi, đã đi khỏi. Rồi chữ đa răng do cái từ đa ra. Đa ra là một danh từ nam tính, arantapumringa. Đa ra là sự sầu khổ. Và chữ đa ra này được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quỷ phát tỷ e câu quá trình á. Cho nên đa ra biến thành đa răng. Đa răng sự sầu khổ. Vậy thì quy tắc đa răng có sầu khổ đã được lìa khỏi. Sầu khổ đã được lìa khỏi. Quy tát đa răng sầu khổ đã được lìa khỏi. Rồi quy sân vô tăng. Quy sân vô tăng ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước có hai ý nghĩa, một là không, hai là khỏi. Rồi sân vô tăng do cái từ sân vô tá. Sanyutta ý nghĩa là đã bị ràng buộc, đã bị ràng buộc. Nhưng mà Sanyutta nó một cái dạng quá khứ phân từ nam tính được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quỷ phát tỷ có quá trình á. Cho nên Sanyutta biến thành Sanyutta. Và chữ Sanyutta này có tiếp đầu ngữ quý ở phía trước, có nghĩa là không, là khỏi. Vậy thì quý sân vô tăng có nghĩa là không bị ràng buộc, không bị ràng buộc. Như vậy thì quy tát đa răng quý sân vô tăng sự sầu khổ không bị ràng buộc, hoặc là không bị ràng buộc bởi đã lìa khỏi sự sầu khổ. Rồi câu cuối cùng, tamahang pru mít rầm ma năng. Chữ tamahang do chữ tăng cộng với a hằng. Tăng là một đại từ nam tính do tỳ tá, nhưng mà tá này được chia theo đối cách số ít đối tỳ gia quỷ pháp tỳ hệ câu quá trình á. Cho nên tá biến thành tăng. Tăng là vị ấy. Rồi chữ a hằng, a hằng cũng là một đại từ nam tính đứng làm chủ từ số ít. A hằng là ta, là tôi.
Nhưng mà chữ ta này ám chỉ về Đức Phật ha. Chữ A Hằng này ám chỉ về Đức Phật, tức là Như Lai ha. À, rồi vị ấy Như Lai làm cái gì? Rù mi là gọi. À, đây là một cái động từ, một động từ ha, động từ số ít. À, Như Lai gọi vị ấy. À, chữ Tamahang Pru, Pru Mi ha, tức là Như Lai gọi vị ấy. Chữ Pru Mi là gọi Brahmanang. Brahmanang do cái từ Brahmana. Brahmana bởi vì nó là danh từ Akaranta Pumlinga, nó là một danh từ nam tính. Và chữ Brahmana này được chia theo đối các số ít đối thị giao vi phát tí e có quá trình á. Cho nên chữ Brahmana biến thành Brahmanang. Brahmanang tức là vị Bà La Môn. Như Lai gọi vị ấy là Bà La Môn. Vậy thì câu 3, câu 4, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Quy tắc đã rằng quy sanh yốt tăng tam hằng phù miết rầm má năng lìa khỏi sầu khổ không bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Được lìa khỏi sầu khổ không bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu 3, câu 4 ha. Quy tắc đã rằng quy sanh yốt tăng tam hằng phù miết rầm má năng. Câu Phật ngôn 385 cho chúng ta một ý nghĩa. Đối với vị nào bờ này hoặc bờ kia, hoặc cả bờ này lẫn bờ kia đều không có, được lìa khỏi sầu khổ không bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ý nghĩa câu Phật ngôn 385. Đối với vị nào bờ này hoặc bờ kia, hoặc cả bờ này lẫn bờ kia đều không có, được lìa khỏi sầu khổ không bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: bên này sông, bên kia sông, cả hay không có, cũng không bờ nào thoát ly phiền não buộc rào, Bà La Môn gọi đúng sao danh người. Bên này sông, bên kia sông, cả hai không có, cũng không bờ nào thoát ly phiền não buộc rào, Bà La Môn gọi đúng sao danh người. Đó là lời của thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn đối với Ngài Hòa Thượng Minh Châu, không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Rồi trong ý nghĩa tự vấn, quý vị có chỗ nào thắc mắc? Alo alo, có chỗ nào rắc rối không? Quý vị cứ tự nhiên. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào tự vấn ha. Bây giờ chúng ta đi vào dân sách. Anh chọc cũng lộn luôn. Bây giờ xin đưa lại Phật ngôn lên để cho quý vị thấy. Chúng ta đọc một lần là khi đó đi vào tự vấn. Câu Phật ngôn 385. Yassa ba rằng áp ba rằng qua ba ra ba rằng na quy cha ti quy tát đa rằng quy sằng yốt tăng tam hằng phù mi rầm mát năng. Quý vị nghe lại ha. Yassa
sa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na vi cha ti vi ta đa rằng vi sằng yu tằng ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Ở đây quý vị thấy trường âm nó đi liền một lần bảy từ ha, giữa câu 1 và câu 2. Ba răng qua ba ra ba răng à, quý vị thấy chúng ta đọc dòng dài mà đọc nhiều quá thấy nó dài lông thòng ha. À, cái này giống như là một cái trường âm một cái đoạn đường bằng phẳng quá, nhiều khi quý vị đi thấy nó cũng nhàn mà có đi lên có đi xuống vậy thì cuộc đời mới thăng trầm. Còn đây quý vị thấy nó đều nhau ha. Ví dụ ba răng qua ba ra ba răng vào thì nghe cái giọng nó đều nó buồn ha. Nhưng mà thật sự tới chỉ tí này là quý vị là muốn kéo dài ha. Cuối câu số 2, with cha tui with cha tí quỳ, nhưng mà quý vị là muốn kéo dài chữ tí này ra giống như trường âm phía trước đó. Đây là một cái vấn đề khổ đế. Chúng ta chỗ nào trường âm là trường âm, chỗ nào đoạn âm là đoạn âm, và biết phân biệt như vậy thì cái dòng kinh chúng ta đọc đúng và nghe có hồn. Nhớ lại ha. Yasa ba rằng a ba rằng wa ba ra ba rằng na vi cha ti vi ta đa rằng vi sằng yu tằng ta ma hằng phù mi brầm ma năng. Không bờ này bờ kia cả hai bờ không có lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà là môn. Câu Phật ngôn 385. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên á, thì Đức Phật đề cập đến ma vương. Ma vương thì quý vị biết tất cả có 5 loại ma vương. Thì ở đây Đức Phật đề cập đến ma vương nào? Alo, bây giờ quý vị kể dùm 5 loại ma vương, chúng tôi đưa ra lộn xộn để cho quý vị tính. Phiền não ma vương, rồi tới cái gì nữa, rồi ngủ hay trang rồi, phiền não ma vương tức là phiền não cũng là một loại ma, mà ma vương này là vua của ma rồi. Ma vương thứ hai là ngủ uống ma vương, ngủ uống ma vương. Rồi sân hận ma vương hả? Làm gì có cái vấn đề sân hận ma vương à? Thì sân hận có nghĩa là phiền não rồi gì nữa. Phiền não ma vương nè, ngũ uẩn ma vương nè. Pháp hành ma vương nè. Đó là được ba con ma rồi đó. Mà ma này ma chúa, ngũ uẩn ma vương, chư thiên ma vương, pháp hành ma vương, rồi cái gì nữa, chư thiên có lỗi, làm gì mà tử thần ma vương, tử thần ma vương đủ chưa, phiền não ma vương, ngũ uẩn ma vương, ngũ uẩn hay là pháp hành ma vương, ngũ uẩn hay là pháp hành ma vương, rồi chư thiên ma vương, thần ma vương, rồi đủ năm chưa? Ngũ uẩn, phiền não, pháp hành, chư thiên, tử thần. Vậy thì 5 loại ma này Đức Phật đề cập đến ma vương nào, đến ma nào đây? Alo,
Đức Phật đề cập đến loại ma này, trong năm loại ma này. Tức là ở đây một hôm Ma Vương giả dạng người đi đến ý kiến Đức Phật và hỏi như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, nơi mà Ngài nói là bờ thì đó là cái gì? Cái gì được gọi là bờ? Chữ ba, ba ra, ba răng qua đó. Chữ ba ra đó. Tức là bờ bên này, bờ bên kia, hoặc là ba rằm mi đó. Tức là đảo vĩ ngạn. Vậy thì cái bờ thì ám chỉ về cái gì? Khi mà Đức Phật nhìn thấy cái người này tới hỏi bờ, thì Ngài quán coi cái đối tượng đó là ai. Và với Phật nhãn của Ngài, tha tâm thông của Ngài, Ngài biết đây là Ma Vương. Mà Ma Vương ở đây không phải là tử thần Ma Vương, không phải là ngũ uẩn Ma Vương, không phải là phiền não Ma Vương, mà đó chính là chư thiên Ma Vương. Quá sao mà Sĩ Kim đi đâu rồi? Ai ngờ coi như là chạy vô trả lời cầu có đúng quá đi hả? Đúng quá đi, chư thiên Ma Vương đó, tức là ở cái cõi dục giới của chúng ta, tha hóa tự tại. Chính cái anh chàng này, anh quậy Đức Phật mà quậy luôn cả chúng ta nữa. Qua sự thử thách của chư thiên Ma Vương, chúng ta mới biết được mình đã thoát ra khỏi tam giới hay không. Mà ở đây ám chỉ về cái cõi dục giới này thì có sáu quả trời nha, mà cái cõi cao nhất là tha hóa tự tại. Chính cái cõi này Ma Vương để chi phối cả tam giới, tức là luôn cõi sắc giới, vô sắc giới luôn, tức là còn sanh tử luân hồi, thì chư thiên Ma Vương này là chúa tể. Với những cái phiền não, với những cái khổ đau buồn rầu sầu khổ chúa, chúa Ma Vương này. Cho nên khi thấy Đức Bồ Tát mà ngồi đúng hướng tại cây Bồ Đề, tức là ngồi nghiêng về hướng đông, thì Bồ Đoàn phát sanh lên. Khi một Bồ Đoàn phát sanh lên thì Ma Vương này biết rằng có một vị Phật sẽ xuất hiện. Và vị Phật này xuất hiện thì coi như cái oai lực của chư thiên Ma Vương này là không còn làm chúa trong cái cõi ba tam giới này nữa. Cho nên Ma Vương mới tới phá, mới danh của Bồ Đoàn. Nhưng mà Bồ Đoàn phát sanh lên thì ba la mật của Đức Bồ Tát cũng đã tròn đủ rồi. Cho nên chiến thắng giặc lòng và Ngài đã trở thành một vị Phật. Thì đây khi mà Ma Vương đến hỏi Ngài, ở đó là cái gì? Cái gì được gọi là bờ? Nhưng mà Đức Phật hiểu đây là Ma Vương. Ngài mới nói rằng bờ hay không phải là bờ, có lợi ích gì cho ngươi mà ngươi hỏi? Bờ chỉ có đối với những người đã tận diệt được tha mái, và họ đã đi đến nơi tận cùng của sự toàn thiện. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy và Ngài đã đọc lên cái câu Phật ngôn này, tức là ý nghĩa của câu Phật ngôn này nói rằng không phải bờ này bờ kia, hai bờ đều không có. Người mà không có bị trói buộc bởi những cái sự khổ đau thì Như Lai gọi đó là Bà La Môn, chứ không phải ông La Môn nha. Cái này coi như không đánh mà khai. Nói lẹ rồi đi công việc, ai ngờ cũng còn vương vấn ha. Đi về đi ngủ đi, còn chạy vô đây làm gì mà còn tránh đây? Sao chưa biết đi đâu vậy? Trời đất ơi, tự mình khai ra mà bây giờ còn thắc mắc nữa. Bà con thấy cái cô này quê không? Ấy không phải quê, ở thành phố mà.
Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa câu Phật ngôn này. Rất là ngắn ngủi ha. Niết bàn của Phật ở bờ kia, ngũ uẩn bên đây phải đoạn lìa, vượt sóng trùng dương qua bể khổ, thánh phàm hai xứ hết phân chia, ma vương chỉ đứng mé bờ này, muốn biết bờ kia hỏi Đức Thầy. Phật đáp: hai bờ đều không có, chẳng gì trói buộc, đó là hay. À, vậy thì ý nghĩa câu Phật ngôn này nói lên cái gì? À, quý vị thấy bờ này bờ kia ha, rồi bây giờ cái bờ này ám chỉ về cái gì đây ha? Bờ này bờ kia mà Đức Phật phủ nhận rằng cả hai bờ không có, vậy thì chúng ta tìm hiểu ra, tìm hiểu cái bờ này bờ kia là ý nghĩa là sao. À, ở đây chúng ta biết rằng khổ đau hay là an lạc đều do chính tấm thân của chúng ta, căn trần và thức. À, thì ở đây bờ này bờ kia, bờ này tức là ám chỉ về sáu nội xứ, sáu cái giác quan để nhận thức đối tượng. Mà sáu cái giác quan, sáu cái nội xứ đó có nghĩa là Achatika Yatana. Achatika, Achatika có nghĩa là ở bên trong, Achat là bên trong. Ayatana, Ayatana là xứ, là cái vị trí, là cái chỗ để mà xuất hiện ra cái gì? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ thức xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Đây là sáu cái vấn đề mà chính con người của chúng ta có một cách đầy đủ. Đây là sáu cái giác quan ha. Nhãn xứ chắc khoa gia tình á, chắc khoa gia tình á tức là con mắt hay là thần kinh nhãn hay là giác quan nhìn cảnh sắc thì gọi là nhãn xứ. Cái thứ hai, nhĩ xứ sô ta gia tình á tức là cái lỗ tai hay là thần kinh nhĩ. Cái giác quan này để làm gì? Để nghe tiếng. Thứ ba là tỷ xứ kha na gia tình á là cái lỗ mũi hay là thần kinh tỷ. Đây là một cái giác quan để chúng ta ngửi mùi. Thứ tư là thiệt xứ chiêu hai gia tình á, là cái lưỡi hay là thần kinh thiệt. Cái giác quan này để cho chúng ta nếm cái hương vị, nếm được hương vị để biết chua cay mặn nồng. Rồi cái thứ năm là thân xứ kaya yatana là thần kinh thân. Thần kinh thân đây là một cái giác quan để xúc chạm về vật thể. Và cái thứ sáu là ý xứ mana yatana tức là tâm thức hay là giác quan suy nghĩ. Như vậy thì con người của chúng ta ai cũng có sáu cái giác quan này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ở đây được gọi là sáu cái nội xứ, là hay là một cái trường hợp khác gọi là lục nhập hay là lục căn sát la yatana. Có chỗ còn gọi là indriya là quyền. Như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ thiền quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền. Vì sáu cái giác quan này có những cái chức năng đặc biệt. Như vậy thì nội xứ là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bên trong của chúng ta đó chính là bờ này. Đó chính là cái bờ này.
còn cái bờ kia là cái gì? À, bờ kia tức là ta hít ra giá thành đã. Hồi nãy là áp chấp ta, tức là bên trong. Bây giờ ba hít ra là bên ngoài. Mà những cái điểm bên ngoài gồm có cái gì? Đó chính là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Thì sắc xứ tức là rupa yatana, cái cảnh sắc đối tượng của con mắt. À, chúng ta nhìn nhìn cái gì? Con mắt này nhìn thấy màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ. À, thì chính cái cảnh sắc đó chính là đối tượng của con mắt. À, bờ bên kia là vậy đó. À, con mắt là bờ này, còn cái cảnh sắc kia là bờ bên kia, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng ha. Rồi thinh xứ sắc đa yatana, đó là cảnh thinh. Thì cảnh thinh này đối tượng của cái lỗ tai. Lỗ tai dùng để nghe à, mà chính cái lỗ tai này dùng để nghe, tức là bờ bên này để tiếp xúc với bờ bên kia, để nghe được âm thanh tốt, âm thanh xấu. À, rồi thứ ba là khí xứ ganh tha yatana hay là hương. Thì đây là cái cảnh khí đối tượng của cái lỗ mũi. À, tức là lỗ mũi của chúng ta ngửi được những cái mùi vị, hương vị ở bên ngoài, thơm hay là thối vân vân. Rồi thứ tư là vị xứ rasa yatana, tức là cảnh vị, cái đối tượng của cái lưỡi của chúng ta. À, cái lưỡi của chúng ta nếm ra vị này vị kia, ha, mặn ngọt vô cay. Và thứ năm là xúc xứ hotthabba yatana, cảnh xúc. Cái cảnh xúc này là đối tượng của thân, sự xúc chạm mềm mại êm ái vân vân. À, đó là cái cảnh xúc đối với cái thân của chúng ta. Và cái thứ sáu là pháp xứ thamma yatana, cảnh pháp, đối tượng của ý, tức là sự nhận thức. À, để biết được đúng sai, tà kiến, chánh kiến vân vân. À, thì như vậy, à, bờ này bờ kia đều có cái chữ a yatana. Mà chữ A-yatana này uẩn xứ giới đế được đề cập nhiều nhất là ở đâu? Trong vi diệu pháp. Trong vi diệu pháp, chính cái từ A-yatana, A-yatanang, à, một cái xứ này thôi, một cái chữ xứ này thôi, mà quý vị biết 500 vị A-la-hán xuất hiện, à, trong thời kỳ của Ngài Xá Lợi Phật. Ngài chỉ để nói ra, à, có liên quan đến cái từ A-yatana. Thì coi như 500 vị tỳ kheo này nghe cái từ này sau bà con của mình, hay là ông nội ông ngoại của mình đã truyền lại sao, nghe có vẻ êm ái, nghe có vẻ thân quen. Và nghe cái từ này đã thức dậy, à, thức dậy, à, cái một cái gì trong quá khứ mà 500 vị tỳ kheo, tăng tỳ kheo này nghe là cảm thấy rằng ồ, à, cái từ này đi vào nào cũng biết, cho nên lắng tâm để mà nghe. Mà khi nghe Ngài Xá Lợi Phất, tức là khi mà Đức Phật, à, lên cung trời Đau Lợi ha, thuyết pháp cho Phật mẫu, à, Mahamaya Devi, à, và khi xuống trần gian thì thuyết lại cho Ngài Xá Lợi Phất nghe. Và Ngài Xá Lợi Phất này đem cái vi diệu tạng này truyền lại cho 500 vị tỳ tăng tỳ kheo. Thì 500 vị đó nghe cái từ A-yatana thì cảm thấy thân quen và hướng tâm để mà nghe. Và trong sự hướng tâm đó để chứng đắc thánh quả A-la-hán một lần 500 vị. Thì cái nguyên nhân A-yatana bờ này bờ kia, cái chữ xứ này, à, trong quá khứ
có một vị tỳ khưu tu tập trong một cái thạch động, tức là trong một cái hang đá. Mà mỗi chiều thì chính vị tỳ khưu này đã ôn lại vi diệu tạng. Mà trong vi diệu tạng thì quý vị thấy chữ gia tầng hả nó xuất hiện rất là nhiều, lặp đi lặp lại. Chiều nào cũng coi như tụng ôn lại những lời dạy của chư Phật. Và thế là 500 con dơi nó đu ở trên cái bách đá, nó lắng nghe, không hiểu gì hết, nó là thú mà. Nhưng mà nghe cái từ Ayatana, Ayatana, Ayatana lặp đi lặp lại nghe xong nó ghiền. Cho nên mỗi buổi chiều mà trước khi đi ăn á, là nó phải lắng nghe cho xong cái những cái bài kinh mà có cái chữ Ayatana trong đó. Khi nghe xong rồi nó mới chịu đi ăn. Thì do cái sự lặp đi lặp lại, do cái tiềm thức, do cái sự lắng nghe mà không hiểu. Còn bây giờ thì quý vị giỏi quá trời, thì chắc chắn là cái sự thành công của quý vị nhiều hơn 500 con dơi đó. 500 con dơi đó chỉ nghe không có hiểu gì hết, mà chỉ có một cái từ Ayatana nó đập vào trong tâm thức nó. Nó nhớ từ kiếp này qua kiếp kia. Cho nên khi mà gặp lại Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có đề cập đến vi diệu tạng, có cái từ quẩn, xứ, giới, đế. Nhưng mà nó nghe tới chữ xứ này, Ayatana, là nó sướng. Nó nghe cái nó cảm thấy là thôi, không thèm nghe gì nữa hết. Chỉ có Ayatana là thay ta, và nó chú tâm nó nghe. Để rồi nói chứ 500 vị tỳ khưu đó, tức là quá khứ là 500 con dơi ha. Ayatana và giáo quyền là sao? Alo, xin biết ta chát đi. Ayatana mà sao mà học ví dụ pháp dỗ quá trời vậy mà chứ. Ayatana mà viết chữ giáp à. Ayatana, Ayatana đó là uẩn, xứ, giới, đế. Thì Shimita Ayatana ha. Chữ A có vô quyền ha. Rồi giá tá ná chứ không phải là giá. Chữ xứ thì như vậy. Đúng rồi, Ayatana Nhật Quỳnh là số 1 rồi ha. Viết lên là không có chỗ nào sai. Rồi, như vậy thì ý nghĩa của Phật ngôn này cho chúng ta một bài học, nói lên cái sự vô ngã. Chúng ta đâu có gì, bởi vì có cái sự đói buộc, chấp vào cái bên này, chấp vào bên kia. Mà chấp vào bên này, chấp vào bên kia, tức là chúng ta còn chấp thủ, mà không bị gì ta. Bởi vì chấp thủ cho nên chúng ta không thoát ra khỏi sự khổ. Mà thật sự ra chấp hay không chấp, trước sau gì chúng ta cũng phải chết. Mà chết như vậy, chấp thủ thì đi xuống, mà không chấp thủ thì đi lên. Cho nên ở đây một cái vị thánh xuất hiện trên thế gian, nhất là vị A-la-hán, thiện và ác cũng đều bỏ, bờ này bờ kia cũng không có. Bởi vì các ngài đã nói lên cái gì? Cánh nặng đã đặt xuống, phạm hạnh đã hoàn thành, và không còn sanh hữu nữa. Tức là các ngài đã không còn phiền não này, và không còn sự trói buộc bởi cái bờ này bờ kia, tức là cái nội xứ và ngoại xứ, các ngài cũng buông bỏ hết, không bị trói buộc vào đó, bởi vì gánh nặng các ngài đã để xuống. Còn chúng ta đừng có nói gì nặng ha, mà nhẹ nhẹ, có ai mà nó quên gì dữ thì chúng ta thấy ngộ, chúng ta cũng giác luôn ha. Đối với chúng ta còn đối với vấn đề tham ái nhiều, cho nên không thể
như các ngài. Nghe một từ Ayatana để dành trong tâm và sau này gặp ngài Xá Lợi Phất là thăng tiến ha, bỏ hết tất cả. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta bỏ uống lắm hả? Thôi uống cái gì, còn gặp nhau nữa mà, sanh tử luân hồi còn gặp nhau dài dài. Nhất là sức kem nè, đi làm cũng việc thì đi làm, đi về ngủ còn chạy vô trong room này còn quậy nữa. Ơi xin phép bà con ha, 6:35 rồi, 5 phút trôi qua, đó là một vi phạm ha. Thôi xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và những nam tín nữ gồm Phật giáo Lâm truyền được an lành tịnh lạc. E tê na sa cha vát chê na so thi vô khô tu sa pa đa. Do lời chân thật này, tiếng dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiên hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời Sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.